Sáng ngày 26 tháng 4, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận thường xuyên đa dạng hóa các hình thức nội dung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhân dân. 100% cán bộ chi đoàn được tham gia học tập chuyên đề qua các năm. Đoàn viên chi đoàn đã tham gia vào lĩnh vực cải cách hành chính tại đơn vị, tham gia các đề án của cơ quan, đặc biệt là đề án xây dựng, triển khai và đưa vào sử dụng trang tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Ngoài ra, đoàn viên trong chi đoàn còn tích cực tham gia công tác xã hội, nhân đạo từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận phấn đấu 100% đoàn viên được tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giới thiệu cho chi bộ cơ quan làm thủ tục kết nạp Đảng cho 1 đến 2 đoàn viên ưu tú. Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn Văn minh công sở cấp thành phố. Đại hội đã bầu bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh trúng cử chức danh bí thư chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận khóa 4. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027.